này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trời ơi mấy bạn ơi, Happy thật là xui xẻo. Happy á, Happy bị ổ lộn, Happy đã gây gắt gói với lại cái ông chùm trường rồi mấy bạn ơi. Happy sợ quá. Ông kêu quá Happy để đưa tiền ăn trưa cho ổng, mà Happy không đưa tiền ăn trưa cho ổng. Happy nói Happy không có tiền, nên là ổng kêu Happy, ổng hẹn Happy ra ngoài cổng trường. Nên bây giờ Happy với Lá sẽ cùng trốn thoát. Thế luôn Happy. Bạn ơi đợi thấy không mấy bạn, các bạn trốn thoát cùng mình nè, là Lá với lại Happy nhá. Đồ ý hệt nhau luôn, nên nó sẽ không biết ai là Happy, ai là Lá. Nên bây giờ Happy phải rủ Lá trốn thoát theo, chứ không có là Lá sẽ bị ăn cháo heo. Là Lá có tài sản luôn. Ê, Lá thấy cái gì kìa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chạy ra ngoài đó thôi. Các em hãy chạy đi. Chạy đi các em ơi. Thôi. Chạy đi các em. Vãi cho đặt bơ miền luôn. Thì ghê quá. Bị chơi cứng mà. Anh chơi cứng. Ê, có tiền rồi Lá. Mình lụm tiền để có gì nó có hẹn mình á, thì mình né hả Lá? Ừ, Lá cũng cần tiền. Ôi Happy ơi, cái này là bom nữa nè. Lá thử vô cục bom nha. Bom nguyên tử á. lại nè. 2, 3, 2, tu xe. Hey. Cà hơi, cà nhín, cà nhín. Cà nhín, cà nhín. Cà nhín. Mà 5 cu te. Cà nhín. Qua nhanh đi kìa, mấy cái này hồi một hồi nữa là nó phát nổ á. Phát kiwi, nổ. Kiwi. Nó phát nổ đó. Kiwi cái gì? Chạy đi các em ơi. Con mình Lá đang chạy, chứ em bị chạy trước Lá hồi mấy năm gì chứ. Hai bây ơi, đợi Lá. Tại sao vậy? Giờ Lá không mở được cái cửa ấy nè. Đi nè, hai bây đi trước. Rồi, rồi, à kìa, thì giờ Lá ơi, mình lâm xèn. Ê, có cái tay nó đang hình như nó muốn giật tiền của mình đó Lá ơi. Ôi lụm nhanh đi Happy ơi. Các em hãy chạy đi. Hãy chạy chạy. Chạy đi các em ơi. À có lẽ cái tủ nè. Ôi cái tủ nó sập xuống Lá ơi. Oh my god rồi. Hình như là mình nặng quá rồi mà nó bị sập á Happy. Đúng rồi. Hi. Ê những cây bút sao nó cứ chọn. Nó cứ đập đập nhưng mà trời. Không biết nữa, hình như cái bút là đồng bọn của mấy tên cướp á Happy. Chứ hỏi. Chơi chắc Happy ơi. Cái tủ này cũng là đồng bọn của nó hay gì Lá. Nó kêu như là nó không cho mình đi á Happy. Ủa, có mấy cây bút được chồng lên nhau, hình như chúng ta phải nhảy lên những cái bút này đó. Đúng rồi á. Đi nè Lá. Ơi cái bút này nó đã bị mất á Lá ơi, nó sẽ bị mất đó. Hình như là cái bút này cũng là đồng bọn đó Happy. Cái gì mà ngăn cản tụi mình đi cũng là đồng bọn hết á. Đúng rồi đó. Đi lên đây. Chạy đi các em ơi. À, kệ hai cục mìn nè Lá ơi, hai cục bơ. Tami. Tôi sẽ kẹt cái đời. Giống lên rồi. Hai mi đi lượm tiền đó. Ở đây lượm nè. Đâu đâu. Đây nè, lượm. Ừ ha, là làm để ý luôn. Rồi chạy đi các em ơi. Chạy đi các em ơi. Nó biết mình nóng quá, nó hương hại. Mình thấy gì nó quạt cho mình mát đó. Nó quạt cho mình mát kìa. Quạt ba tiêu cho mình á. Không biết cái quạt ba tiêu nó mua ở đâu ha. Ơi Lá ơi, cái tay hình như nó muốn ngăn chặn mình kìa. Ê bạn kia hồi nãy mới đi lên cái sông ngõm luôn. Ui là trời ơi, Lá sợ nha. Chúng ta phải cẩn thận với cái cánh tay phép thuật này, cánh tay ma quái. Bàn đấu đặt chỗ, bàn đấu và đặt chỗ cái gì? À, mình sẽ nhảy đến đây và nhảy lên nè. Rồi chưa. Bàn đấu và đặt chỗ là cái gì? Là cho đặt chỗ, hiểu không? Biết đặt chỗ không? Ý là bàn đón, hiểu không? Tức là đón chỗ để đặt. Như vậy. Hả? Dạ hả? Dạ, ê, lên đây lượm tiền. Ok. Rồi, Lá chưa lắm. Oh my god, miền không nè. Ê, là bây giờ Happy phải nhấn nút để cái cửa này có thể bật mở ra. Để các mình em hãy quá. Chạy đi. Ông này ông đặt miền mà ông không bị gì hết luôn. Chạy đi các em ơi. Ơ, à, miền quá trời luôn Happy ơi. Cố lên Lá ơi, chạy đi Lá ơi. Chạy đi các em ơi. Rồi xong rồi Happy ơi. Ê, cái này là hot la da. Hot đó. Hot đó rồi, hành khô đó. Ê mìn không để Lá cẩn thận nha. Ok chạy đi các em ơi. Thì bé rồi Lá trúng mìn. Ê nè cái này hình như là đồng bọn của nó luôn á Lá. Oh my god. Mìn này chắc là cũng là cùng đỏ. Đồng bọn của cái con đó. Cái ông bắt nè đó. Và chúng ta sẽ trốn thoát ra để chúng ta tiêu diệt cái kẻ bắt nạt đó nha Lá ơi. À, Lá té hoài luôn Happy ơi. Happy thật sợ hãi. Kicking order. Happy ơi. Hey. Cà nhín, hey, hey. Ê. Happy bà rồ nhít bà nhồ. Đúng rồi, Happy nhít nhồ nhắn. Cà nhín.
đây lá đòi. Là tớ ở lá đòi Happy nè. Mẹ hello. Mẹ đã đứng đây lá đòi. Chicken do amana do do. Rồi bây giờ kim chi đỏ. À, cái này là chúng ta nó thụt ra thụt vô đi chúng ta. You be the rain rock. Hey. Hú. Happy ơi. Nói đi. Chạy đi Happy ơi. Thấy Happy đứng ngoài mà Happy không ngỡ không? Hả? Ê, cẩn thận nha, kim chi đó heo. Cái này nó chặt. À, cái này là máy máy xẻ kim chi. Đó là quạt ba tiêu. Thôi, không, quạt ba tiêu khác. À, đừng cứu tôi té rồi. Ui, cái này là đồng bọn của tụi nó nè Happy ơi. Nó chặn đường mày đó. Nó không cho mình đi tiêu diệt ông kẻ bắt nạt. Đúng rồi. Nằm bắt không? Nhưng mà tụi mình là người tốt đúng không lá? Không. Tụi mình là ác quỷ phi phai. Đại vàng tung cánh. Ê nó kìa lá ơi. Nó lại ghê quá. Nhìn mặt giống lá ghê á. Mọi người ơi, nếu mà video này được 1 tỷ like thì lá sẽ xô mặt nhé. Ở chừng nào được thì sao video, video này được 1 tỷ like Happy sẽ xô ngón chân. Xô ngón chân. Sao bây giờ bây giờ nó quay vòng vòng nên bây giờ chúng ta sẽ nhảy lên những cái quyển sách đó sao là em quay cuồng. Ủa lộn, Happy nhảy lộn chứ. Quay cuồng. Happy đang quay cuồng. Em ơi cần. Happy xong chưa? Dừng lại. Đừng chạy nữa em ơi. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ nhảy lên đây đi nè. Ủa gì kỳ vậy? Ủa nó hướng ở đằng sau chứ. Hey, vậy là các bạn. Mấy cái hộp tủ này là đập bọn của nó nè nên bây giờ chúng ta phải nó ngăn cản. À! Có miền, có bơm nguyên tử. Ta thấy kẻ bắt cái đường trốn thoát của tụi mình nó khó quá Happy. Đúng rồi đó. Ta Happy không tìm cái đường trốn thoát khác đi. Ủa lá bị xàm không? Mình đâu có thể quyết định được đường trốn thoát đâu. Happy quánh lá. À lá nhớ rồi. Đi cửa đằng sau đi lá nhớ. Ở đằng sau trường nó có cái đường á. Mình chui ra rồi đâu có cần đi qua lâm rồi gặp mấy cái đồng bọn này đâu. Có cái đường này là đường đi ra đằng sau đó bà già. Ủa vậy hả? Happy quánh lá bây giờ đó. Nó thấy nó dài quá ta. Lá làm như là mình trốn thoát khỏi ngôi trường này đó. Mà y như là đi đâu vậy? Đi mua bánh đi xì ba. Đó chúng ta phải né tránh những cái cục quạt ba tiêu. Đó là tụi mình gọi là quạt ba tiêu á mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ nhảy lên đây. Hey. Chichabon. Peekaboo. Chúng hỏi peekaboo. Nhanh lên đi bà già. Ơi lá nhìn lá ấy quá. Sao lá chạy theo mấy cái cục đi không gì? Không có đâu. Tại vì đó cái góc nhìn hơi bi. À quỳ đập ta. Chung mi alang. Ôi nó mình mới nhảy xuống cái thuyền đó. So looking for love. Đó rồi này. Nhanh đi chạy ơi. Happy trốn thoát. Happy còn đi nhanh hơn nó quá hết. Vậy thôi, muốn Happy trốn thoát mình đi, đừng có kêu nó theo. Thì nó đòi, Happy đòi nợ nó, thì Happy còn kêu lá theo nữa. Nó đòi nợ Happy. Nhưng mà lá mặc đồ giống Happy, hiểu không? Lá giống Happy, cái nó tưởng đó là Happy. Lá, nó sẽ bắt lá. Nên Happy mới kêu lá đi trốn thoát giùm. Ủa lỡ vậy hả? Trốn thoát giùm. Nên lá lỡ nên Happy mới kêu lá đi trốn thoát đi chứ không. Ví dụ lỡ nó mà phát hiện là lá sẽ bị đúng không, là hâm xui thì lá bị Happy sẽ không bị. Đúng rồi. Để mốt Happy còn ở đây quay video cho mọi người. Đúng vậy. Quay ba tiêu. Nhảy lên đây nhúng cái bạc nhúng phải không ta? Đúng nhúng rồi. Phải, chứ phải cũng không tay vậy. Cũng tay vậy không. Bây giờ. Ơi chạy đi Happy ơi. Tại nó nổ mày này thấy ghê quá. Sợ quá sợ quá. Ai? Cầu cha. Ông già. Nãy giờ Happy đi, Happy đặt bơm ngoài luôn á. Ôi ở đây có cái tiền nè Happy ơi. Nè. À lá nhảy xuống trước. Ơi. Ủa? Đây là Happy nè, Happy bị bắt nạt ở trong thế giới ngược lại. Các bạn có thấy... nhớ cái đó. Các bạn có thấy giống Happy không nào? Không. Ừ. Không, thôi Happy nào vậy? Happy đi Đà Lạt các mình. Chăm hỏi Đà Lạt. Đó, à cái này là chúng ta phải chạy nhanh. Dùng mini run nó hung dữ đến nỗi mà nó khè lửa luôn nè. Sợ quá Happy ơi. Ê không nghĩ là lá chạy trước Happy rồi nữa nó bắt lá trước. Hồi nó bắt lá trước hả? Đòi nợ lá thay vì Happy. Thầy sao mà lá phải ăn nói sao? Nó hẹn Happy ở cổng sao mà. Ủa Happy cổng sao?
rồi. Thì nhưng mà chúng ta trốn thoát ra không, chúng ta không trốn thoát khỏi cổng sao, hiểu không? Nhưng mà nó hiện ở cổng sao thì mình, chúng ta trốn thoát khỏi trường bằng cổng sao. Thôi để hồi nữa nó sẽ tiêu diệt đó. Lát cầm cái súng lên bắn đùng đùng đùng. Cái kêu quạt ba tiêu hả? Chúng ta quạt ba tiêu hả? Hứa kêu quạt ba tiêu kìa. Mọi người ơi, quạt ba tiêu kẻ mất nè. Rộn. Ây da. Nhưng mà oh my god. Hơi lầm xiền. Sợ quá mấy bạn ơi. Oh my god. Bây giờ Happy sẽ đi vô đây để chơi với bạn ấy nha. Cùng chơi thôi nào. Tiêu diệt boss. Để tôi kể. Từng là một kẻ thua cuộc như bạn. Sao ấy nó không có tiền. Anh ấy không quan tâm. Trời ơi, cái thằng bị bắt nạt nó còn to hơn cái thằng bắt nạt nữa. Nào hồi đó không đánh được. Chống hỏi. Lớn lên nó thành người khổng lồ. Nó vô tập đoàn FA. Bây giờ lát phải tiêu diệt nó. Nó hơn người rồi, nó tới 150 máu. Ủa 750 máu luôn. Phải rồi. Nó đấm như nó đấm luôn á trời. Mọi người sẽ không còn chọc tôi nữa. Yes sir. Mà bây giờ người chọc tôi nên tôi sẽ biến thành ốc quỷ Free Fire trả thù. Ê ông này ông hình như là ông bị còng lưng ấy. Con nghiệp ổng quá à, Happy ơi đừng làm như thế. Ha, bây giờ người ta cho Happy một cái cây súng để Happy chừng trị ổng. Và bây giờ ông bắt nạt Happy bằng cách chọi bóng vô đầu Happy. Cái lá bị nè. Ôi giời, cái cổng sau này người ta lắp thêm bơm nguyên tử nữa. Biết sao Happy không? Biết sao Happy ngỡm không? Happy đạp cái bơm thì ngỡm á. Chứ Happy hồi nãy ổng đi... đánh rất là nhẹ. Đi dưới chân ổng nè, đi dưới chân ổng á. Ừ, lá cũng vậy nè, nãy giờ lá đi dưới chân ổng á. Nhưng mà lúc đầu là lá bị bơm nguyên tử làm cho bị hồ sinh. Oh no, yay, ổng khóc hụ hụ, ổng chạy nhà. Ủa ổng chạy mà ổng khóc hụ. Ủa ổng chạy gì nè? Ông chạy xuyên tượng đó ơi. Ôi tự nhiên tụi mình nhảy gì nè, quạt ba tiêu. Yay, Happy về nhà rồi. Yeah, lát được ra cổng sau. Ôi có bạn của tụi mình nè Happy ơi. Đứng đợi mình hay gì mà nó không giúp đỡ mình ha. Nếu như mà bạn thích Happy với lá chống tháng nữa thì hãy nhớ like, share cho mình nha. Và bây giờ thì chúc các bạn mới vui vẻ. Bye bye. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.